Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay, ngày cuối năm, chúng ta có rất nhiều tin về vấn đề chào mừng năm mới. Ngay ở Los Angeles, chúng ta sẽ có những cái cuộc trình diễn văn nghệ ở công trường gọi là Grand Park, ở giữa Los Angeles, trên đường Grand. Và ban tổ chức sẽ dự trù vào khoảng 65.000 người họ sẽ tham dự trong cái đêm giao thừa của Dương Lịch, để thưởng thức những chương trình văn nghệ của các sắc tộc từ Latino, tức là Mỹ Tây Cơ, của Đại Hàn, của Nhật, v.v. Đây là một cái tình trạng gọi là một cái sinh hoạt văn hóa của Los Angeles. Và ngày mai thì chúng ta đầu năm sẽ có cuộc diễn hành về Hoa Hồng. Trên 100 năm về cuộc diễn hành Hoa Hồng này rất là tuyệt vời. Năm nay Hoa Hồng hơn mọi năm, lý do là vì có đến 40 chiếc xe hoa, gọi là 40 float. Đây là một trong những cái sự kiện chưa bao giờ có được tham gia của cả các quốc gia ngoại quốc. Những truyền thống trước kia là có như là của Nhật Bản, của bên Hồng Kông, hay là của Đài Loan, rồi của Philippines. Năm nay là có thêm những các quốc gia của miền Nam Thái Bình Dương, các quốc đảo. Và ngoài cái 40 xe hoa lộng lẫy này thì có thêm vào khoảng độ 50 cái ban nhạc của các trường high school trên toàn quốc Hoa Kỳ và thế giới. Có những trường trung học ngay từ Mỹ Tây Cơ họ cũng về đây để họ trình diễn. Chắc đến đây quý vị cũng thắc mắc là cái xe hoa như vậy một chiếc tốn chừng bao nhiêu tiền, thì chắc quý vị không thể tưởng đâu, hàng nửa triệu đô la một chiếc. Nguyên cái người ta tính cái manpower, tức là cái số giờ để làm việc cái xe hoa, từ cái lúc mà làm dàn, làm khuôn cho đến cái lúc kết hoa, kết quả đầy đủ, vào khoảng độ 10.000 manpower hour, tức là tốn vào khoảng độ 10.000 giờ nhân công. Mà quý vị cứ tính trung bình bây giờ 15 đô la một giờ đi, thôi cho 10 đô la cũng được, triệu bạc thôi, có phải không? Thành thử ra chúng ta rất là tốn kém trong cái chương trình chào năm mới của Hoa Kỳ nói chung và riêng Cali nói riêng. Ngay cả bên New York thì quý vị thấy Times Square. Times Square năm nay người ta cũng tính hàng triệu người sẽ đổ dồn về công trường. Times Square là công trường thời gian. Một trong những cái sự kiện ở New York là cảnh sát năm nay sẽ phải tăng cường lên hàng chục ngàn cảnh sát viên. Nhưng mà đặc biệt năm nay lại có cả một cái toán đặc cảnh sát đặc trách về unmanned drone, tức là những cái phi cơ không người lái, để họ kiểm soát an ninh. Họ có thể chiếu xuống từng người, từng khu để giữ vấn đề an ninh cho Hoa Kỳ, vì có nhiều sự đe dọa về vấn đề an ninh và khủng bố. Trên toàn thế giới năm nay thì quý vị thấy nơi nào cũng diễn ra những cái cuộc đốt pháo bông, đặc biệt có cái truyền thống hàng năm cả thế giới họ đổ xô về Úc Đại Lợi, vì ở bên cạnh Sydney là một cái thủ đô về pháo bông, và lại có một cái tòa nhà gọi là nhà hát lớn của Sydney làm theo hình của con sò. Đấy là một trong những cái sự kiện về văn hóa của Á Châu. Trở lại vấn đề của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy rằng là năm mới đối với Hoa Kỳ là một cái sự kiện linh đình, nhưng mà thật ra nó lại không tốn kém bằng Noel, là vì nó bắt đầu cái mùa nghỉ lễ của Hoa Kỳ là từ Noel. Mà Noel không phải 25 mới nghỉ, mà họ nghỉ một tuần lễ trước Noel và một tuần lễ sau Noel. Như chúng tôi đã có lần thưa với quý vị, cái đại lễ Noel nó gọi là mùa Giáng sinh, chứ không gọi là lễ Giáng sinh. Là vì cái mùa Giáng sinh này nó gồm đến 12 ngày cho đến 18 ngày, tùy theo các cơ sở và các công ty. Rồi nó cả một dãy, chúng ta thấy không? Lúc đầu là chúng ta có lễ Thanksgiving trước là cuối tháng 11. Thì bắt đầu qua tháng 12 là bắt đầu cái mùa gọi là mùa shopping season, để mùa mua sắm của Hoa Kỳ. Dân chúng làm cả một năm, họ chỉ trông đến ngày lễ Noel, lễ Giáng sinh để họ tặng quà cho nhau, và lấy một cái dịp mà các cửa tiệm gọi là retail store, là những cái tiệm bán lẻ, để họ có thể nuôi sống cả năm. Rồi qua đến lễ Giáng sinh, rồi qua đến Dương Lịch. Sau lễ Tết Dương Lịch thì lễ tới, lễ gọi là một tuần lễ trước sau Giáng sinh, người ta gọi là tuần lễ Thánh Gia. Đấy, nó nhiều lễ lắm. Thành thử ra nó cả một cái hệ thống kéo dài, vì thế mới gọi là holiday season. Và trên thế giới này không có một cái dân tộc nào mà xài tiền sang như Hoa Kỳ. Cho nên người ta nói là cuộc đời sống như là người Mỹ là như thế. Bằng chứng là trong cái bản tin trước chúng tôi đã thưa với quý vị,
Theo thống kê của Bộ Kinh tế cho biết, năm nay cái mùa mua sắm lễ trung bình mỗi năm, mỗi mùa mua sắm chung 2 tháng phải không ạ? Từ tháng 11 cho đến tháng 2 đến tháng Giêng, họ kiếm đến cả 100 tỷ đô la. Nhưng mà năm nay đã thống kê cho thấy là cái mùa Giáng sinh năm nay được nhiều tiền nhất so với cả chục năm qua. Thôi mình cứ tính sơ 6 năm của Tổng thống Obama, chưa bao giờ dân Mỹ xài tiền như hôm nay. Quý vị biết bao nhiêu tiền như chúng đã thưa rồi. Trong từ hôm lễ Thanksgiving, tức là ngày 26, người ta gọi là Black Friday, đến hôm nay, dân Mỹ đã xài trên 855 tỷ đô la để mua sắm mùa lễ Noel. Điều này nói lên ba cái sự kiện mà chúng ta thấy rằng là nước Mỹ tuyệt vời về vấn đề kinh tế. Kinh tế thì tất cả tam cá nguyệt, đệ nhất tam cá nguyệt, đệ nhị tam cá nguyệt, đệ tam tam cá nguyệt vừa rồi. Kinh tế trung bình phát triển 4.1%. Mà trong suốt 8 năm làm tổng thống của Obama, chưa bao giờ lên đến được quá 2 chấm. Rồi thất nghiệp thì lại thấp nhất kể từ năm 1969 đến bây giờ, chỉ có 3.7, có lúc xuống 3.5. Rồi vấn đề thị trường chứng khoán đến hôm nay xuống, nhưng mà vẫn còn so với thời tổng thống Obama nó vẫn còn hơn mấy nghìn điểm. Quý vị nhớ vào cái ngày mà tổng thống Obama bước chân ra khỏi Tòa Bạch Ốc, tức là ngày 20 tháng Giêng năm 2017, thì thị trường chứng khoán chỉ có vào khoảng 19.000 điểm. Kể từ ngày 21 trở đi, tổng thống Donald Trump chấp chính thì cái thị trường lên vùn vụt. Đến bây giờ, trước Noel, lúc mà kinh tế chưa xáo trộn, thì có lúc lên đến gần 26.000 điểm. Tức là họ đã tăng từ 19 đến 26.000 điểm. Là quý vị thấy 7.000 điểm. Mà cứ một điểm như vậy là 1 tỷ đô la, chứ không phải là 1 triệu đô la. Là quý vị thấy 7.000 điểm là 7.000 tỷ. Tiền ở đâu? Thế giới đổ dồn vào kinh tế của Hoa Kỳ. Họ đầu tư vào các công ty lớn của Mỹ. Và họ mua cổ phần của tất cả các công ty có uy tín, từ vấn đề mutual fund. Tại sao gọi là mutual fund? Tức là những cái công ty thị trường đặc trách về vấn đề như là điện, ga, nước. Những cái công ty đó không bao giờ thay đổi và cái nhu cầu mỗi ngày một tăng. Cho nên người ta tính theo cái tỷ lệ từ năm 1928, từ ngày có mutual fund đến bây giờ, thì có một năm như vậy trung bình nó gia tăng 10-12%, có lúc 15%. Vì vậy cho nên thì mutual fund là cái vấn đề. Nếu quý vị đầu tư, có người hỏi rằng là nếu chúng tôi muốn đầu tư mà chắc ăn, nó không lên nhiều mà nó không xuống nhiều, quý vị cứ đầu tư vào mutual fund. Đó là lý do tại sao các cái công ty bảo hiểm, các công ty đầu tư mà lo về vấn đề giúp cho customer, khách hàng, người ta có cái đồng tiền chắc chắn, cứ đầu tư vào mutual fund. Còn những cái công ty khác như là Apple, những công ty như là Microsoft, tốt, nhưng mà có lúc up and down. Có hồi nó lên ghê gớm, hàng trăm đô la, và có hồi nó xuống vài chục đô la. Vì vậy cho nên, gambling, đánh bạc là một cái sự gambling về stock. Stock cũng là một hình thức của đánh bạc. Cho nên có lắm người cháy nhà, cháy cửa là vì vấn đề đánh bạc. Nhưng mà dù sao, nó còn chắc ăn hơn là đi kéo máy. Còn chắc ăn hơn là đi lên xe bớt đi đánh bạc casino. Tại vì chúng ta mua stock mà còn có thể tính toán được. Còn đi lên kéo máy thì người ta đã program rồi. Một cái máy ở trong casino nó phải tính cho mình mất đi 1.000 đô la một cá nhân, thí dụ như vậy, thì nó cho lại 10 đô la. Cho nên quý vị thấy trên lầu của tất cả các casino, trên trần nhà nó đều có những cái vòng tròn màu đen. Đó là những người chuyên viên ở trên lầu, người ta theo dõi camera chiếu vào từng cái máy đánh bạc của quý vị. Cái bàn của quý vị poker thì nó có máy nó chiếu từng người, không ai có thể ăn cắp, không thể ăn gian được. Cho nên nó tóm lại, cái người đánh bạc là vì cái máu họ mê đánh bạc thôi, chứ họ biết là đánh bạc là thua. Nhưng mà cái con show đánh bạc nó hành con người để mình đi xa đề tí cho vui. Cũng như là vấn đề ăn chơi, biết ăn chơi là tội lỗi, biết ăn chơi là khổ sở, nhưng nhiều người đến già vẫn mất nếp, đúng không? Cưa sừng làm nghé, diện đồ như con nít,
để rồi đi nhảy đầm nhảy nhót chả giống ai cả, mà họ vẫn làm, họ biết làm cho khỉ mà vẫn làm. Thế thì cái nghề này cũng vậy. Thế trở lại vấn đề, năm nay là một cái năm kinh tế tốt đẹp cho Hoa Kỳ và sang năm còn tốt đẹp hơn nữa. Vì cho đến bây giờ quý vị thấy thị trường chứng khoán đang hồi phục và kinh tế, nhất là trong mặt trận kinh tế trong năm vừa qua, quý vị thấy cái vấn đề Tổng thống Donald Trump diệt Tàu Cộng rất là tuyệt vời. Muốn diệt Tàu Cộng, Tổng thống Donald Trump không phải đánh một phương diện, ông đánh bốn phương diện, từ tâm lý cho đến vấn đề thực tế. Tâm lý chiến của ông là gì? Ông ra Liên Hiệp Quốc, ông kêu gọi thiên hạ rằng thì là ở đâu có xã hội chủ nghĩa, ở đâu có cộng sản, ở đấy có khốn nạn, ở đấy có tham tàn, ở đấy có vấn đề corruption, tham nhũng, và ở đấy không có tương lai. Bởi vậy cho nên ông kêu gọi mọi người in solidarity, hãy đoàn kết một lòng tiêu diệt xã hội chủ nghĩa. Ở đây ông muốn nói đến Tổ cộng. Đó là vấn đề sửa soạn cho tâm lý chiến, có phải không? Còn vấn đề thực tế chiến tranh, ông đánh kêu gọi thẳng Tổ cộng là vấn đề đảo ở Biển Đông là một cái chuyện vô duyên. South China Sea belong to no one. Biển Đông không có thuộc về ai cả. Ông đã khẳng định cái chuyện đó. Ông còn ra lệnh cho các bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng thương mại, khi mà vấn đề thương thảo với Tổ cộng, đánh nặng cái vấn đề gọi là một trong những cái sự kiện Tổ cộng phải mở mắt, hãy nhả vấn đề Biển Đông. Và ông lại còn cho công ty Mỹ dầu Exxon đi vào Biển Đông để khai thác dầu hỏa. Và ông còn nhắn với Việt Nam, nếu muốn thì đi theo, còn không muốn Mỹ là một mình, Tổ cộng không dám ho he. Đây là điểm thứ hai. Điểm thứ ba, ông đánh về vấn đề thương mại. Mỗi một năm ông lôi ra 500 tỷ đô la hàng hóa xuất nhập cảng không có công bằng để mà diệt Tổ cộng, tăng 10%, tăng 25%. Và cái thứ ba, bắt luôn cả những công ty lớn của tàu phải vô tù. Nói thẳng một câu là vô tù. Tại sao vậy? GTE phạt 1.900 triệu đô la là vấn đề làm ăn lạm quạng và gian dối. Công ty Huawei bắt ngay cả giám đốc tài chính của công ty là Meng Wanzhou vô trong vấn đề giam giữ Canada chờ ngày dẫn độ của Hoa Kỳ. Hai cái công ty lớn nhất của Tàu Cộng, một công ty năm Huawei năm vừa rồi bán trên 100 tỷ đô la. Và đến bây giờ, hy vọng trong năm mới được nhiều hơn, nhưng Tổng thống Hoa Kỳ đã ra lệnh cấm tất cả công ty của Mỹ, của Anh, của Pháp, của Đức, của Nhật, của Úc Lê Lợi, Tân Đê Lan không mua hàng của Huawei vì nó có láu cá về gián điệp. Đấy là một trong những cái sự kiện tàu từ chết cho đến chết là như thế. Một vài cái tổng kết trong năm vừa rồi để chúng ta thấy rằng 2018 là cái năm tuyệt vời của Hoa Kỳ và làm cái năm khốn nạn nhất cho Tổ cộng. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng vài phút để gửi đến quý vị một vài cơ sở thương mại đã bảo trợ cho chương trình. Xin cảm ơn quý vị.